Sáng ngày 29 tháng 7, tại thao trường Núi Đỏ, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xử lý thành công một quả bom MK-81 nặng 113 kg và 64 viên đạn các loại. Đây là các loại bom đạn rất nguy hiểm, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Quả bom MK-81 do nhân dân phát hiện và trình báo. Riêng số đạn được thu hồi trong dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải. Lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành xử lý số bom đạn trên đúng theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.